Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 146 Thẩm tại Dã không nhìn thấy mặt nàng nên không nhận ra ánh mắt Khương Đào Hoa bỗng tối sầm lại. Cuối cùng, khi nàng đã bình tĩnh trở lại, họ có thể gần gũi nhau hơn. Hắn không phải kẻ háo sắc, nhưng không hiểu sao lại có một ham muốn chiếm hữu mãnh liệt với khương thị trong lúc ân ái hắn không tìm được mà hỏi cảnh giới cao nhất của mỹ thuật nước các ngươi là gì đào hoa dừng lại nở nụ cười dịu dàng mỹ thuật chỉ có thể khống chế người trong chốc lát sư phụ nói rằng cảnh giới cao nhất là khống chế người cả đời khiến họ suốt đời nghe lời thẩm tại giã giật mình nhau mắt nhìn nàng ngươi đã dùng với ta chưa đào hoa thở nhẹ rồi nhẹ nhàng cắn môi hắn quyến rũ nói thiếp đã hứa không dùng thủ đoạn đó với ngài hơn nữa công phu của thiếp chưa đạt đến cảnh giới đó nghĩ đến việc khống chế người suốt đời liệu có dễ dàng như vậy sao ngay cả sư phụ nàng là thiên bách mi cũng khó mà làm được thẩm tại giã yên tâm dùng lưỡi tách môi nàng ra hôn sâu đến khi nàng thở dốc tay chân luống cuống muốn không thở được thẩm tại giã cười nhẹ ngẩng đầu buông nàng ra rồi nhẹ nhàng hôn lên chán nàng đào hoa ngẩn người, rồi cảm nhận được trước ngực có thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào. Nhìn xuống, nàng thấy thầm tại giã đã đeo lại dây ngọc bội màu đỏ trên cổ nàng. Ngọc bội đã vỡ, không biết hắn làm cách nào mà sửa lại, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy vết nứt. Chỉ là ngọc bội thôi, thầm tại giã nhìn nàng hỏi, tại sao ngươi lại đeo trên cổ? Đào hoa rụt rè muốn chảy, nhưng bị hắn giữ eo, đành ngừng đầu nhìn hắn đáng thương, thiếp sợ mất, đeo trên cổ là an toàn nhất. Lúc đó ngươi không phải đã nói muốn cắt đứt quan hệ với ta sao? Thẩm tại giã nhíu mày, ghé sát hỏi, nếu đã cắt đứt, tại sao ngươi còn giữ lại thứ này? Giá trị, đáng giá. Đào hoa nuốt nước miếng, ánh mắt lúng túng, nói, nếu không có tiền, còn có thể đem đổi lấy bạc. Thẩm tại giã cười nhẹ, không nương tay cắn môi nàng, nói, ngươi đúng là miệng cứng như vịt chết, còn dám chế nhạo ta. À a à, à, cứu mạng, đào hoa kêu to, quên mất thẩm tại giã là lén lút đến. Thanh đài bên ngoài nghe tiếng sông vào, nhìn thấy cảnh không nên thấy. Thanh đài, thẩm tại giã lạnh lùng hỏi, đẹp không? Thanh đài che mắt, quay đầu bỏ chạy, bằng một tiếng đóng kín cửa. Thẩm tại giã vừa giận vừa buồn cười, nghiến răng nhìn nàng, tối nay đừng hòng ngủ. Nàng vô tội mà, đào hoa kêu rên, nhưng bị hắn chặn lại bằng nụ hôn. Trăng khuất sau mây, tối nay sao trời lấp lánh, như đang nghe trộm những lời âu yếm nơi nào đó sáng hôm sau thầm tại giã tinh thần sáng suốt vào chiều đào hoa run dày mặc quần áo nằm trên giường uống táo đỏ nấm tuyết chủ tử ngài có sao không thành đài lo lắng nhìn những vết hằn trên cổ đào hoa ra ra tay mạnh vậy sao đào hoa ngẩn người nhìn xuống rồi kéo áo che đi ngươi là thiếu nữ chưa xuất giá không hiểu đâu hắn không đánh ta không đánh mà có nhiều vết xanh tím vậy ư Thanh Đài lắc đầu, cảm thấy chủ tử bị oan mà không nói, lòng càng thêm xót xa. Chủ tử như vậy, làm sao nàng có thể phản bội? Lệnh truyền từ Triệu Quốc đến, nàng giả vờ không nhận. Nương tử, Hoa đang chạy vào, kích động nói, có náo loạn, trước cửa phủ có người quỳ, nhiều người vây quanh xem. Nhanh vậy sao? Đào Hoa đứng dậy, xoa eo rồi chạy ra ngoài. Trong phủ nhiều người nhận tin, nhưng không xem là chuyện lớn chỉ sai nha hoàn ra xem. Đào hoa đến nơi, thấy Phong Bình đang hỏi người quỳ, các ngươi làm gì ở đây? Phu nhân chúng ta có chuyện gì? Một lão bá và một thanh niên quỳ trước cửa phủ, bên cạnh có cáng, trên đó nằm một nông phụ. Hai người liên tục dập đầu, nhà ta bị oan, phu nhân nói sẽ cho bạc, nhưng đợi mãi không thấy. Phong Bình hoảng sợ, lạnh lùng nói, nói bậy, linh lung tử liên quan gì đến phu nhân? Phu nhân sao phải cho các ngươi bạc? bắt họ vào nha môn. Khoan đã, đào hoa bước ra, nhìn phong bình, chưa rõ chuyện, sao có thể đưa người vào nha môn. Nếu họ vô khống phu nhân, chẳng phải là đổ oan cho phu nhân. Thấy Khương Thị đến, phong bình bối rối, nương tử ra đây làm gì? Chuyện nhỏ này để bọn nô tỳ xử lý. Cố Thị có quan hệ tốt với ta, vì vậy chuyện của Linh Lung, tướng ra giao cho ta điều tra. Đào hoa cười, họ có lời muốn nói, dĩ nhiên giao cho ta. Thanh đài, mang họ vào. Dạ, thanh đài ngăn gia nô, dẫn người vào trong phủ. Hoa đăng vội vàng phân phó mang cáng vào tranh xuân các. Phòng bình trợn tròn mắt, nhìn một lúc, rồi vén váy chạy về lang hàn viện. Chủ tử, mai chiếu tuyết đang trang điểm, nhìn nàng qua gương có chuyện gì. Người nhà kêu A linh lung đến tìm, nói ngài chưa cho bạc, hiện tại bị khương thị mang đi. Cái gì, mai chiếu tuyết ngạc nhiên quay đầu nhìn nàng, sao lại thế? Nô tỳ cũng không hiểu, phòng bình to mày, bạc do nô tỳ giao cho người đưa tin, có thể người đó đã tham ô, hoặc gia đình kia lừa đảo. Không thể nào, mai chiếu tuyết nhíu mày, người không phái người đi xem xét sao? Họ kiến tiếng, rõ ràng đã nhận bạc, không nói nửa lời, sao lại thay đổi? Phòng bình lắc đầu, cũng không hiểu, thấy gia đình kia thái độ kỳ quái, lo lắng họ sẽ nói bậy trong tranh xuân các. Mai Chiếu Tuyết cũng nghĩ vậy, mấp môi, chân tĩnh nói, người đi tranh xuân các hỏi thăm, nếu không đúng, lập tức làm họ im lặng vĩnh viễn. Dạ, phòng bình đáp, vội vàng đi ra. Trong tranh xuân các yên lặng, ngoài thanh đài, tất cả nha hoàn đều bị giữ bên ngoài, không ai được vào. Một tiểu nha đầu hỏi hoa đăng, tỷ tỷ, bên trong thế nào? Hoa đăng lắc đầu, ta cũng không biết, không có tiếng động gì, có lẽ họ đang thẩm vấn trong phòng tiểu nha đầu ngẩn người, gật đầu rồi lặng lẽ chạy đi. Cố Hoài Nhu nghe tin, vội vàng chạy đến tranh xuân các. Chuyện gì xảy ra vậy? Có người nói rằng phu nhân hãm hại ta. Đào hoa giữ nàng lại, kéo nàng ngồi xuống và đưa cho nàng hộp phấn chân châu. Đừng vội, ta đang câu cá. Câu cá, cố hoài nhu ngẩn người, nhìn ba người kia, đây là người nhà của Linh Lung. Người nghĩ sao? Đào hoa mỉm cười linh lung mẫu thân bị liệt nằm trên giường, nhưng người phụ nữ nông dân này lại ngồi ngay ngắn trên ghế, còn hành lễ gặp qua cố nương tử. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cố Hoài Nhu không hiểu, gãi đầu và nhìn đào hoa, người đang làm gì vậy? Người này là ta thuê, đào hoa nói, gia nhân nhà linh lung kín miệng, không nói gì cả. Ta không có cách nào khác, chỉ có thể tạm giữ họ và mượn ba người này giả mạo để hù dọa kẻ có tội. Cố Hoài Nhu hiểu ra, nhìn những người kia rồi nhìn đào hoa không ngờ nương tử lại quen biết người giang hồ đào hoa cười nàng đương nhiên không biết nhưng có người biết người đó muốn báo thù cho cố thị vui vẻ cho mượn người giúp đỡ bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn chờ xem ca có cắn câu hay không cố hoài nhu thở dài ngươi vì ta mà hao tâm tổn trí ta không biết phải báo đáp thế nào yên tâm đào hoa nói sẽ có lúc ta cần ngươi giúp giờ chúng ta đợi một lát, ngươi có muốn đi lăng hàn viện không? lăng hàn viện, cố hỏi nhu ngẩn người, đi làm gì? không phải họ đồn rằng phu nhân hại ngươi sao? đào hoa cười, vậy thì ngươi tự đến hỏi phu nhân. khương thị nghi ngờ phu nhân làm, cố hỏi nhu suy nghĩ, sờ mặt mình, rồi gật đầu. chẳng mấy chốc, lăng hàn viện náo nhiệt, cố hỏi nhu như điên, hướng về nhà chính giống lên mai chiếu tuyết. nếu ngươi dám làm sao không dám nhận, ta cả đời bị hủy hoại trong tay ngươi, phá hủy. Ngươi ngủ ngon sao? Mai Thị ngồi trong phòng, cau mày. Bên cạnh, Phong Bình nói, chủ tử, làm sao giờ? Ra trở lại. Ra chưa trở lại, Mai Chiếu tuyết cười, người đi tranh xuân các, mang Khương Thị đến đây, rồi làm họ im lặng. Không hổ là phu nhân, giờ còn chấn tĩnh vậy. Phong Bình gật đầu, đi làm theo lệnh. Cố Hoài Nhu khóc, dẫn mọi người trong hậu viện đến xem đào hoa cùng thanh đài thong thả đến, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Mai Chiếu Tuyết gặp qua phu nhân. Miễn lễ, Mai Chiếu Tuyết nhíu mày nhìn cố hoài nhu, gần đây ta không ra ngoài, sao có người khóc lóc nói ta hại nàng. Khương Nương Tử, người biết chuyện gì không? Đào hoa cười, vẻ mặt thấu hiểu, thiếp biết rõ, phu nhân không biết sao. Mai Chiếu Tuyết cười, ta không biết, có gì thì hãy nói rõ ràng, đừng nói bóng gió sau lưng ta. Chờ ra về, chuyện này sẽ sáng tỏ. Đào hoa nói, phu nhân cần gì phải vội vàng. Ta không vội, mai chiếu tuyết ngồi xuống, ôn tồn nói, cố thị đừng khóc, hãy ngồi vào chờ xem, ai đúng ai sai sẽ rõ ràng. Cố hoài nhu mím môi, lau nước mắt rồi bước vào. Vài người xem náo nhiệt cũng vào tìm chỗ ngồi. Khương nương tử biết, vô khống là tội danh nặng nề chứ. Mai chiếu tuyết nhẹ giọng hỏi. Đào hoa gật đầu, cười nói, thiếp biết rõ, phu nhân cũng biết, tội giết người không nhẹ. Mai Chiếu Tuyết hơi ngẩn người, nhíu mày, phù ta có giết người, tội không nhẹ, nhưng phải có bằng chứng mới định tội được. Không có bằng chứng, nói xuông là vu khống, không hay. Phu nhân yên tâm, đào hoa gật đầu, thiếp có bằng chứng. Ta yên tâm, Mai Chiếu Tuyết quay nhìn về phía cửa, hại tần thị không phải ta, nói gì đi chăng nữa, tội cũng không đến tay ta. Hai người nói chuyện ôn tồn, nhưng không hiểu sao, người nghe lại cảm thấy dùng mình. Khương nương tử được sủng ái, cuối cùng lại muốn đối đầu với chính thất. Thẩm tại giã hôm nay về nhà sớm, bước vào lăng hàn viện, kinh ngạc các nàng sao chưa giải tán. Chàng nói đùa gì vậy, mai chiếu tiết đáp, giờ này còn sớm, tụ tập sớm thì giải tán sớm. Hôm nay là ngày xét xử vu hống, không có chàng thì không thể giải tán được. Đào hoa cười dịu dàng, mọi người đều đang chờ chàng chủ trì công đảo, chàng hãy ngồi vào chủ vị trước đã. Thẩm tại giã nhớn mày, ngồi vào vị trí chủ tỏa, thấy đào hoa đứng, hôm nay có người quỳ gối trước phủ kêu oan, thiếp dẫn người vào hỏi, là gia nhân nhà Linh Lung, nói Linh Lung bị oan, phu nhân hứa cho tiền nhưng không thực hiện. Tiền, thẩm tại giã nhìn mai chiêu tuyết, phu nhân sao lại cho gia nhân nhà Linh Lung tiền. Việc trợ cấp vốn do Hoài Nhu phụ trách, nàng ta đã phạm tội chết nên không được trợ cấp nữa mai chiếu tuyết cục mắt xuống, chàng không nghe rõ sao. Khương nương tử cho rằng thiếp mua chuộc linh lung để hãm hại cố thị, linh lung đã chết, chưa được đền tiền, nên họ đến đây náo loạn. Còn có chuyện như vậy sao? Thẩm tại giã cao mày, người đâu? Mang họ lên đây. Dạ, đào hoa đáp, quay sang thanh đài dặn dò dẫn người vào. Mai chiếu tuyết chờ đợi, nhưng không lâu sau, người phái đi vẫn chưa trở về. Mai thị lo lắng, nhìn phong bình. Phong Bình hiểu ý, cúi đầu định chuồn ra ngoài. Ngươi đi đâu, đào hoa lên tiếng, lúc này ai di chuyển cũng sẽ bị nghi ngờ, vì lợi ích của phu nhân, tốt nhất ngươi nên đứng yên tại chỗ. chương 147 Thẩm tải giã nghe vậy liền quay sang nhìn, khiến Phong Bình sợ hãi run rẩy, vội vàng nói, nô tỳ chỉ thấy không có trà, muốn ra ngoài rót thêm chút nước. Rót nước gì nữa, cổ thanh ảnh ném khăn nói, hiện tại không ai có tâm trạng uống nước, người đứng đấy làm gì? Dạ, Phong Bình mím môi, cúi đầu đứng lại bên cạnh Mai Chiếu Tuyết. Mai Thị không nói gì, nhưng vẻ mặt không còn bình tĩnh như trước. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rắc rối nữa sao? Nói đến chuyện rắc rối, rắc rối liền đến. Bên trong phủ, vài gia nô bị áp giải vào đây. Vừa nhìn thấy mặt họ, sắc mặt Mai Chiếu Tuyết liền thay đổi. Tướng ra, hộ viện quỳ xuống chắp tay thưa, chúng nô tài ở tranh xuân các bắt được vài người đánh nhau, có mang theo hung khí và độc dược, tất cả đã bị tịch thu. Thẩm tại giã sững sờ, nhìn mấy gia nô hỏi sao lại có đánh nhau. Còn mang theo hung khí và độc dược, đây là gia nô ở đâu? Tướng gia tha mạng, ba gia nô quỳ xuống đất, cuống quyết dập đầu, chúng nô tài ở trong hậu viện, chỉ là... Chỉ là đi tranh xuân các xem một chút thôi. Xem một chút thôi, đào hoa đứng dậy, bước đến bên cạnh một hộ viện, đưa tay vén tấm vải đỏ trên khay, lộ ra dao găm sáng loáng và hai gói độc dược, mang theo những thứ này, lợi dụng lúc ta không có ở đây mà đi tranh xuân cắt xem một chút. Các người cũng giỏi bịa chuyện thật. Mai chiếu tuyết cúi mắt, nắm chặt khăn, các đốt ngón tay trắng bệch. Phía sau, ba gia nhân của Linh lung tiến lên quỳ xuống, cầu xin tướng ra làm chủ. Chúng ta suýt chút nữa bị giết người diệt khẩu. Nhìn ba người này, ánh mắt thầm tại giã dừng lại trên tay hai người nam tử nhún mày, vô thức nhìn về phía Khương Đào Hoa. Đào Hoa vẻ mặt đầy căm phẫn, ra, chuyện này ngài nhất định phải điều tra rõ ràng. Ta biết rồi, ho nhẹ một tiếng, thầm tại giã trầm giọng hỏi, các ngươi rốt cuộc đã nói gì mà bị người ta diệt khẩu. Lão bá một bên dập đầu vừa nói, chúng ta chỉ đến để đòi tiền, trước đây có người đến mua mạng linh lung, nói sẽ cho 20 lượng bạc, bảo chúng ta chuẩn bị nhặt xác. Chúng ta sống ngày khổ sở, không còn cách nào, nên đành đồng ý ai ngờ bây giờ linh lung đã chết nhưng bạc vẫn chưa tới tay chúng ta người kia nói là phu nhân mua mảng chúng ta chỉ biết tìm đến phu nhân phu nhân nào thẩm tại giã hỏi lão bá lắc đầu cái này ta không biết chỉ nghe họ gọi là phu nhân toàn bộ tướng phủ ngoài mai chiếu tuyết còn ai có thể được gọi là phu nhân mọi người lập tức nhìn về phía mai thị toàn nói bậy. mai chiếu tuyết cười lạnh một tiếng cuối cùng cũng đứng lên không lời từ biệt, nha hoàn đó mạng giá trị 20 lượng bạc. Nghe là biết phù hoan. Phu nhân cho rằng 20 lượng bạc một mạng là đắt. Đào hoa không tin nhìn nàng, chẳng lẽ ngài chỉ trả 12 lượng. Ta, Mai Chiếu Tuyết ngừng lại, ngước mắt nhìn nàng nói, người đừng nghĩ lừa ta, chuyện này không liên quan gì đến ta, sao lại là ta đưa bạc. Nếu đã không liên quan đến phu nhân, sao trong phủ lại có ra nô đi hạ sát thủ? đào hoa không hiểu cúi đầu nhìn ba gia nô quỳ, các ngươi là ai chỉ điểm. Các gia nô nhìn nhau, đều cúi đầu không nói gì. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thẩm tại giã trầm giọng nói, nếu không trả lời câu hỏi của Khương Nương Tử, thì tất cả sẽ bị lôi ra đánh một trăm hèo. Các gia nô làm việc lấy tiền, sợ đắc tội với người nên không dám nói, nhưng vừa nghe không nói sẽ mất mạng, vài người không còn do dự, liền nói là phu nhân phân phó, nói có người trong phủ bịa đặt, Bảo chúng nô tài, đi xử lý. Thật là một kẻ tạo giao giỏi, Cố Hoài Nhu không nhịn được cười lạnh, quan phủ giết người còn phải định tội, chúng ta là chủ mẫu của tướng phủ, lại không thể nhẫn nhịn, chỉ vì một câu nói bịa đặt, cũng không tra rõ ràng, liền lấy mạng người ta. Mai Chiếu Tuyết ưỡn thẳng lưng, đứng im lặng, nhưng sắc mặt đã trắng bệch. Tình cảnh này, quả thật không thể biện luận được, biết vậy nàng đã không nhận tội, cần gì phải xúc động như vậy đi giết người diệt khẩu đều do cố hoài nhu, đột nhiên lại khóc, làm nàng hoàng hồn, dưới tình thế cấp bách đưa ra quyết định sai lầm. Chiếu tuyết, thẩm tại giã nghiêng đầu nhìn nàng, người có gì muốn nói không? Mai chiếu tuyết mím môi, hôm nay Khương Nương Tử có vẻ muốn đóng đinh thiếp, thì thiếp còn gì để nói? Phu nhân đây là nhận tội, đào hoa nhớn mày, ta còn chưa nhận tội sao? Mai chiếu tuyết cười khẽ, Nương Tử chuẩn bị kỹ lưỡng, thủ đoạn cao siêu, ta cam bái hạ phong nàng chỉ là chết sống không hiểu, linh lung này một nhà, rốt cuộc được lợi gì, mà lại tạm thời làm phản, còn gây náo động lớn như vậy. Tội này nàng nhận thì nhận, giết người chưa thực hiện được, linh lung cũng không phải nàng giết, thương tích của cố hoài nhu cũng không tính trên đầu nàng. Chỉ là con gái của Tông Chính có thể làm gì nàng Nhưng Mai Chiếu Tuyết không cam lòng Nàng rất tự tin có thể thắng Khương Đào Hoa Lại không ngờ vẫn thua Sắc mặt thầm tại rất khó coi Vông tay làm đổ chén trà một âm thanh thanh thúy vang lên, trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Chiếu tuyết, người vào phủ đã lâu nhất, hắn nhìn nàng, lạnh lùng nói, là con gái của phụng thường gia, chủ mẫu của tướng phủ, lại làm ra chuyện sát hại cơ thiếp, mưu sát người khác. Người không cần thể diện của Mai Gia, nhưng ta không thể để tướng phủ bị ngươi làm mất mặt. Thân thể run rẩy, Mai chiếu tuyết cúi đầu, nhưng lưng vẫn thẳng, thiếp có phụ da dày nhìn qua. Cố hoài nhu ngã ngồi xuống, ngẩn ra nhìn mai chiếu tuyết một lúc lâu đột nhiên như điên lao về phía nàng vén tấm lụa đen trên đầu nói phu nhân ôn hòa khoan dung mai phu nhân ngươi nhìn mặt thiếp này thiếp chưa bao giờ đắc tội ngài sao ngài lại đối xử với thiếp ác độc như vậy nhà hoàn bên cạnh vội vàng ngăn nàng lại thầm tại giã đưa tay ôm chặt nàng đắp lên nàng tấm lụa đen thấp giọng nói ngươi tỉnh táo lại ngài bảo thiếp sao tỉnh táo lại được cố hoài nhu khóc thê thảm nắm lấy tà áo thầm tại giã, thiếp luôn mong được thấy ngài vào buổi tối, thiếp muốn nhìn ngài, dù sau này ngài không còn thích thiếp cũng không sao. Nhưng bây giờ thì sao, thiếp không còn mặt mũi nào để nhìn ngài nữa. Đào hoa sướng sờ, thầm tại giã cũng ngừng lại, vỗ vai nàng nói ta sẽ cho ngươi một lời công bằng. Làm sao công bằng, lấy gì để đổi lại mặt cho thiếp, cố hỏi nhu nghiến răng nhìn mai chiếu tuyết, nàng đã hủy hoại mặt của ta rồi. Là chính thất phu nhân, lại là con gái của phụng thường gia, tự nhiên không thể để nàng ta vì chuyện này mà chết. Đào hoa mím môi, đưa tay kéo nàng từ chỗ thầm tại giã, nhỏ giọng nói, người bình tĩnh lại, nghe ra nói. Cố hoài nhu khóc lớn, ôm lấy đào hoa khóc đến run rẩy cả thân thể. Thầm tại giã nhìn thấy nhíu mày, chắp tay đứng giữa phòng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nói, mai thị thất đức, sát hại sinh mệnh, không thể tiếp tục làm chủ mẫu, trước tiên cách chức làm nương tử nhốt ở lăng hàn viện suy nghĩ lại. Chờ ta và Mai Phụng thường gặp mặt thương nghị xong, sẽ định tội thêm. Mai Chiếu Tuyết thân thể run rẩy mắt đỏ ngừng đầu, ra nghĩ trong viện này, có ai thích hợp hơn thiếp để làm chính thất nhân. Cha nàng là cửu khanh đứng đầu, thẩm tại giã không ngốc, sao phải vì cố ra nhỏ bé mà gây khó khăn với Mai ra. Nếu nàng mất vị trí chính thất, phụ thân sao lại có thể từ bỏ ý đồ. Đào hoa vẻ mặt bình tĩnh nhìn vẻ dữ tợn trên mặt nàng, nghĩ thầm mai chiếu tuyết cũng biết đoán tâm tư nam nhân. Chỉ tiếc thầm tại giã không phải nam nhân bình thường, nàng biết rõ sự tình cũng quá hạn chế, nên mới cho rằng dựa vào phụ thân sẽ được tha tội. Nhưng mà, thầm tại giã nhất định sẽ động đến cả mai phụng thường. Tay người đã áp độc như thế, còn muốn giữ vị trí chính thất. Thầm tại giã lắc đầu, tỉnh lại đi. Nói xong, lại nhìn cố hoài nhu, người đừng quá khổ sở, đào hoa sẽ giúp người tiếp tục tìm thuốc. Cố hoài nhu trong lòng sao không oán. Mình thành ra như vậy, mai thì còn có thể yên ổn, làm sao lòng nàng dễ chịu được. Nhưng nàng cũng biết, hậu viện này dính líu quá nhiều, không đơn giản như vậy, tướng ra nguyện ý vì nàng đòi lại công bằng, cũng đã là khó được. Thiếp hiểu, lau mặt, cố hoài nhu xoay người rời đi. Đào hoa đưa tay không giữ được nàng, chỉ có thể nhìn thầm tại giã thở dài, ra hãy khuyên hoài nhu nhiều hơn. Yên tâm thầm tại giã mím môi, đêm nay ta sẽ đi ôn thanh các. Nói là hắn đi, nhưng cuối cùng vẫn là từ Yến Quy phải vất vả. Đào hoa bĩu môi, nhìn thấy thần sắc có chút vặn vẹo của Mai Chiếu Tuyết, vội nâng váy chạy trốn. Vài gia nô tham gia động thủ bị Thẩm tại giã đuổi ra khỏi phủ, linh lung gia nhân cũng bị đánh đuổi, sau khi xử lý xong mọi việc, Thẩm tại giã mặt đen lại đứng trước mặt đào hoa. Ngươi và Từ Yến Quy vẫn còn qua lại sao? Đào hoa chớp mắt, ra sao lại vừa đến đã hỏi cái này. Dù không hỏi thiếp làm sao, cũng nên hỏi một chút thiếp muốn làm gì chứ. Người có tâm tư này, ta lại không biết sao. Đưa tay kéo nàng đứng lên, thầm tại giã hí mắt nói, hôm nay nhìn gia nhân của Linh Lung, lòng bàn tay ngón tay đều có vết chai, hơi thở vững vàng, rõ ràng là người luyện võ, còn rất có hơi thở giang hồ. Đừng nói với ta đây là ngươi tự mình tìm người. Cười gượng hai tiếng, đào hoa ôm cánh tay hắn nói là từ yến quy đưa người đến thiếp không bước chân ra khỏi nhà đi đâu tìm những người này gia đã nhìn ra sao không trách thiếp hãm hại phu nhân thẩm tại giả diễu cợt nếu nàng thật sự oan uổng cũng sẽ không biểu hiện như vậy người rõ ràng gạt nàng nàng cũng không kịp phản ứng cứ đần độn nhận tội đúng là ngu xuẩn gia thật lợi hại đào hoa ngoắt ngoắt đôi nói ngài đều nhìn ra hết đừng đùa nữa thẩm tại giả hy mắt ngươi và Từ Yến Quy rốt cuộc là chuyện gì? Lần trước đã cảnh cáo hắn, xem ra không có tác dụng gì. Đào Hoa rè rặt nói, Từ Tiên Sinh hình như có tình cảm với Cố Nương Tử, trước đây đến gặp Thiếp nói muốn giúp Cố Nương Tử, Thiếp dĩ nhiên cùng hắn hợp tác, ra không biết chuyện này sao. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 148. Thẩm tại giã kinh ngạc, mắt tràn đầy sự khiếp sợ nhìn nàng, từ Yến Quy và Cố Hoài Nhu. Đào hoa gật đầu như gà mổ thóc, đúng vậy, đúng vậy, hắn nói muốn chăm sóc cố nương tử cả đời. Vẻ mặt thầm tại giã thay đổi, hí mắt nghĩ một lát rồi xoay người đi ra ngoài, có vẻ định tìm từ Yến Quy để tính sổ. Vỗ ngực một cái, đào hoa nhỏ giọng nói thầm, không thể trách ta bán đứng hắn, chính hắn nói thầm tại giã sẽ không làm gì được hắn. Thầm tại giã thật sự không làm gì hắn, nhưng, cả hai trong hậu viện này luôn có một thỏa thuận, đó là không được dính dáng đến phụ nữ trong hậu viện nếu lời đào hoa nói là thật thì từ yến quy đã vượt qua giới hạn ngươi làm mặt gì thế bị kéo từ trên xà nhà xuống tử yến quy sợ hãi nhìn hắn chuyện gì vậy ngươi thích cố hoài nhu thẩm tại dã hỏi thẳng thừng tim đập mạnh từ yến quy vừa nghĩ đã biết ai nói giờ khóc giờ cười đáp có chuyện gì đâu ta chỉ thấy nàng đáng thương nói rằng sau này sẽ chăm sóc tốt cho nàng khương đào hoa thêm mắm dặm muối cáo trạng ta sao nhìn hắn nghiêm túc một lúc thầm tại giã hỏi ngươi thật sự không có ý gì khác với nàng không có không có từ yến quy khoát tay thiên hạ mỹ nhân nhiều như vậy ta còn chưa thích hết nàng là kẻ hèn mọn đã hủy dung ta có thể dồn bao nhiêu tâm tư vào nàng chứ vậy tại sao ngươi đưa người của yến môn cho đào hoa từ yến quy nhún vai nàng nói nàng cần gần đây họ không có việc gì làm nên ta để họ tới hỗ trợ nói cách khác, thẩm tại giã cười mà không thật sự cười, nói, ngươi vẫn còn lén lút liên lạc với Khương Thị. Sau lưng lạnh buốt, từ Yến Quy vội vàng lấy bàn chắn trước mặt hắn, cười khan, không có gì, chỉ là đi một chuyến vì chuyện của cố thị. Ta không làm gì cả, lần trước ta nói thế nào với ngươi, thẩm tại giã vỗ vỗ trường bào, rút kiếm từ bên hông, cười nói, muốn thử không? Chào ôi, ngươi không thể làm vậy, từ Yến Quy trong nháy mắt nhảy loạn khắp phòng, cuối cùng ôm lấy xà nhà nhìn hắn nói ta vì ngươi làm biết bao chuyện vậy mà ngươi đối xử với ta thế này chỉ vì một người phụ nữ nhắc đến công việc thẩm tại giã tạm thời đặt kiếm xuống ngươi đã lấy được mai phụng thường lấy được rồi tự yến quy vội vàng gật đầu còn có chứng cứ vợ hắn ngoại tình với một tiểu bạch kiểm ngươi có muốn không trong mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm thẩm tại giã vốt cằm ngươi đã lấy được thì tự nhiên là muốn nhưng còn có gì khác không Nói ra để ta xem có giá trị hay không, nếu không có gì đáng giá thì ta sẽ bỏ qua ngươi. Vật có giá trị, tự yến quy nhớn mày, chuyện cũ của Khương Đào Hoa ở Triệu Quốc, ngươi có muốn nghe không? Vẻ mặt thay đổi, thầm tại giã đặt lại Nguyễn Kiếm, ngồi xuống ghế, nhìn hắn và nói, ngươi cha lâu như vậy mới tra được. Nói xem nào, không thể trách ta chậm, Triệu Quốc cách đây không gần mà. Tự yến quy xoay người xuống, nhẹ nhàng đáp đất, nhưng tin tức tra được đều là chính xác kể cả bí mật của hoàng thất triệu quốc nói trọng điểm đi bị hắn quát từ yến quy bĩu môi chạy đến ngồi xuống ôm chén trà Khương đào hoa nguyên có một mối hôn sự với người tên lý tấn xem như đính hôn từ trong bụng mẹ thẩm tại dã sướng sờ lông mày nhíu lại đính hôn từ trong bụng mẹ vậy tại sao nàng lại còn hòa thân với đại ngụy không thể trách nàng là do nam nhân kia mẫu phi khương thị chết sớm tân hậu lên ngôi nàng càng không được triệu quốc hoàng đế coi trọng nam nhân kia vì vinh hoa phú quý, từ bỏ nàng để cưới trưởng tỷ của hoàng tử sắp lên ngôi. Thẩm tại giã nhìn hắn, ý ngươi là, hương đào hoa bị hắn từ bỏ. Từ yến quy gật đầu, có thể nói vậy, nghe nói nàng ở triệu quốc hoàng cung cùng cung nữ sống bên cạnh thành cung, mang theo đệ đệ của nàng, ngày trôi qua không tốt lắm. Nhưng Lý Tấn chưa từng quan tâm, không hề giúp đỡ. Sắc mặt tối sầm, thẩm tại giã nói, nam nhân như vậy, hương đào hoa còn có thể nhớ thương có nhớ thương hay không ta không biết tự yến quy nhún vai nhưng tình cảm của hai người trước đây cũng không tệ hắn thề hắn không phải đang trả thù đào hoa vì bán đứng hắn truyền tin cho thẩm tải giã là trách nhiệm của hắn mà a di đà phật thẩm tải giã hạ mắt ngón tay khẽ vân vê không biết đang suy nghĩ gì hồi lâu sau hắn hỏi vậy tân hậu và nàng là tình bạn cố chi sao đúng vậy tự yến quy gật đầu vậy tại sao nàng lại đồng ý cho khương đào hoa đi hòa thân thẩm tại giã hỏi so với chịu khổ trong cung hòa thân là một con đường phú quý nhớ tới hôm đó khương đào hoa nói cùng với hai viên thuốc cuối cùng tự yến quy quay đầu cái này ta cũng không biết ngươi không phải nói nghe được rất nhiều tin tức sao còn có bí mật hoàng gia thẩm tại giã lạnh lùng nhìn hắn chuyện này mà cũng không biết chào ôi ngươi hãy hỏi về những tin tức quan trọng đừng toàn nói về Khương Đào Hoa có ý gì. Tử Yến quy nghiêm mặt nói, tại dã, người thay đổi, trước đây người không quan tâm đến phụ nữ như vậy. Dừng lại một chút, thầm tại giã mím môi, cúi đầu suy nghĩ một lúc. Có phải hắn quá quan tâm đến Khương Đào Hoa, nhưng tin tức về triệu quốc, ngoài việc liên quan đến nàng, còn lại thì hắn cần để làm gì? Người điều tra kỹ thêm đi, hắn nói ta cảm thấy bệnh cũ của Khương Đào Hoa và Tân Hậu chắc có liên quan toàn thân nổi da gà, tự yến quy cúi đầu không dám nhìn hắn, sợ hắn nhìn ra điều gì. Người ta nói trực giác của phụ nữ rất nhảy, nhưng thầm tại giã là nam nhân, sao cũng nhảy cảm như vậy. Thật đáng sợ, mặc dù hắn rất đau lòng cho Khương Thị, nhưng nếu thật sự nói việc quyến rũ cổ độc cho thầm tại giã, e rằng thầm tại giả sẽ rơi vào tình thế khó xử, có thể còn làm hỏng mối quan hệ giữa họ một lần nữa. Dù sao, nếu phải chọn giữa đại cục và tính mạng của nàng, thầm tại giả thế nào cũng không đúng, còn không bằng không biết. Nhưng may mắn là, hắn nhận được tin tức, sứ thần triệu quốc đến ngụy đã trên đường, khương đào hoa hẳn là không sao. Phải đi, tranh xuân các, đào hoa bận rộn, vừa chuẩn bị xong lễ cho vài người nương tử về nhà thăm bố mẹ, lại sắp xếp mua sắm cho phòng bếp, sau đó gom thuốc tốt mang đi ôn thanh các, rồi còn tán gẫu với vài người nương tử trong sân để tăng tình cảm. Khi mai chiếu tuyết bị phế, vị trí chính thất liền trống tuy nói sẽ không sớm có người ngồi lên, nhưng nếu có, chắc chắn chỉ là nàng. Vì vậy, những người biết nhìn tình thế, đều bày tỏ lòng trung thành với nàng, không mớt lễ vật được gửi đến. Đào hoa vui vẻ nhận lễ vật, nhưng cùng lúc đó, nàng được truyền đạt khái niệm rằng trong nhà cần cống hiến cho tướng gia mới được ân sủng khiến nàng mệt mỏi, không biết thầm tại giã có tăng lương cho nàng không. Đang nằm trên giường nghỉ ngơi một chút, trầm đại gia lại quay trở về. Nhìn hắn từ trên xuống dưới, Đào Hoa tiếc nuối nói, không có vết thương nào cả, xem ra ra tay không đủ mạnh. Thẩm tại giã không biểu cảm, từ từ đi qua ngồi bên cạnh nàng, vất tay đuổi hết những người khác ra ngoài. Khương Đào Hoa, người đã từng yêu ai chưa? Khẽ kinh ngạc, Đào Hoa gối đầu lên đùi hắn, thắc mắc sao đột nhiên hỏi câu kỳ quái này. Người phải trả lời có hay không? Đào Hoa chọn cách im lặng, yêu một người sao? Tự nhiên là có, khi Lý Tấn chưa phản bội nàng, họ chung sống rất vui vẻ. Chỉ tiếc điều đó không tốt, nhưng cũng nhờ đó mà nàng thấy rõ bản chất của nam nhân, mỹ thuật của nàng đã tiến bộ không ít. cúi đầu nhìn nét mặt nàng, thầm tại giã hừ lạnh, có vẻ như thực sự có chuyện cũ rung động lòng người. Sống nhiều năm như vậy, ai chẳng có chút chuyện xưa. Đào hoa cười, ra chẳng lẽ là người thích sống trong quá khứ. Không hỏi thiếp hiện tại, lại hỏi chuyện cũ. thẩm tại giã quay đầu nhìn chỗ khác, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ta chỉ thật sự bất ngờ mà thôi. Bất ngờ điều gì, bất ngờ ngươi là một nữ nhân như vậy, lại bị nữ nhân khác cướp mất nam nhân. Đương nhiên, thẩm tại giã sẽ không nói điều này. Khi nghe từ Yến Quy nói chuyện này, hắn không phải ghen cũng không phải để ý, chỉ là có chút giận dữ mà không biết tại sao. Nhưng giờ vuốt tóc nàng, nhìn về mặt tinh quái của nàng, hắn lại cảm thấy thư thái một chút. Không có gì, lát nữa ta sẽ bảo người đem sổ sách trong lăng hàn viện đến. Thẩm tại giã nói, ngươi còn làm được không? gấp rút thì làm được. Đào Hoa miếu máu kéo tay áo hắn, nhưng ngài tăng lương tháng cho Thiếp không. Cười nhẹ, Thẩm Tại giã liếc nhìn nàng, sổ sách đều ở trong tay ngươi, lương tháng chẳng phải ngươi tự làm chủ. Đúng nhỉ? Nhận ra điều này, Đào Hoa lập tức tinh thần, ngồi dậy gật đầu liên tục. Thiếp sẽ hết lòng vì ra. Ừ, Thẩm Tại giã đáp, đưa tay vén tóc mai rủ xuống bên mặt nàng ra sau tai. Đào Hoa ngẩn người, nháy mắt nhìn ánh mắt ôn nhu của hắn có chút không quen, ra tay dừng lại, thầm tại dã khôi phục vẻ bình thường, đứng lên, người mau lên, ta còn chút việc. được nhìn theo hắn ra ngoài, đào hoa ngẩn ngơ ôm gối, nhỏ giọng nói thầm hôm nay uống nhầm thuốc. trong khoảnh khắc đó nàng còn tưởng hắn yêu nàng, việc mai chiếu tiết bị giáng chức nhanh chóng truyền ra tướng phủ, mai phụng thường tự nhiên không thuận theo, cùng thầm tại dã và tông chính rằng co rất lâu, muốn thầm tại dã đưa ra ý kiến. Khẩm tại giá tự nhiên không đứng về phía ai, chỉ để hai người này tranh luận đến cùng về tội của Mai Thị. Dù sao đều là quan lớn, làm ẩm ý cũng khó coi, Mai Phụng thường cuối cùng nhượng bộ, để Mai Chiếu Tuyết úp mặt vào tường sám hối một tháng, không trừng phạt gì thêm. chương 149 Tin tức truyền về hậu viện, đào hoa vội vàng đến an ủi cố hoài nhu, mọi người cũng hiểu rõ tình hình, đồng loạt đi theo đào hoa làm việc. Mai Chiếu Tuyết sống một mình ở lăng hàn viện, không ai dám đến hỏi han. Nàng chỉ dựa vào việc có thái tử chống lưng thôi. Cổ thanh ảnh đứng trong ôn thanh các nói, hiện nay tình hình của thái tử cũng không khá lắm, vết thương trên tay chưa lành hẳn. Cùng hằng vương tranh đấu, ai biết sau này thiên hạ sẽ thuộc về ai. Cố nương tử ngươi đừng quá đau khổ, làm chuyện xấu, sớm muộn cũng sẽ bị báo ứng. Đào hoa dừng lại, quay đầu nhìn nàng một cái. Người này đúng là dám nói bất cứ điều gì. Nhìn ánh mắt của đào hoa, Cổ Thanh Ảnh mới nhận ra mình có thể đã nói sai, vội che miệng, thiếp không có ý đó. Tóm lại, cố nương tử bớt buồn chút đi, để Khương nương tử khỏi phải lo lắng. Cố Hoài Nhu mím môi, dựa vào đầu giường bình thản nói, ở viện này, gia thế và địa vị vẫn là quan trọng nhất, Mai thị phụ thân có thể giúp đỡ rất nhiều, kết quả như thế, ta cũng không thể nói gì hơn. Cổ Thanh Ảnh ngạc nhiên, như thể vừa hiểu ra, hóa ra là lý do này. Không trách được không trách được khương nương tử muốn các nàng cố gắng khuyên bảo gia đình giúp đỡ tướng ra làm việc hóa ra thực sự là vì lợi ích của các nàng cổ thanh ảnh cảm động nhìn khương đào hoa thầm nghĩ điều gì từ ôn thanh các trở về liền viết thư về gia đình nhờ người mang thư mời mẹ đến để nói chuyện nam cung cầm cùng vài người khác cũng không rảnh rỗi trong lúc đó thầm tại giã bất ngờ nhận được nhiều lời bày tỏ những quan viên trước đây còn do dự đều chân thành đến ủng hộ hắn nghĩ lại một chút cũng hiểu ra thầm tại giã mỉm cười, không tìm Khương Đào Hoa nói gì, nhận hết ý tốt của nàng rồi nhanh chóng sử dụng. Nam Vương cùng Hoàng đế cải trang đi dạo trong kinh thành. Sau khi Hoàng đế bệnh nặng, càng không thích ở trong cung, thường cải trang vi hành để xem thiên hạ ra sao. Trước kia luôn có hộ vệ đi cùng, hôm nay hứng thú mang theo mục vô hạ ra ngoài. Người mỗi ngày đều ở trong vương phủ, chắc là buồn chán lắm. Mình đức đế hiền lành nhìn hắn nói, hôm nay hãy cùng phụ hoàng đi dạo. Mục vô hạ sướng sờ, chắp tay nói, bẩm phụ hoàng, nhi thần không chỉ ở vương phủ, nhi thần rất quen thuộc kinh đô bốn phía. a à, hoàng đế có chút ngạc nhiên, vô ngần bọn họ thường đứng yên trong địa phận của mình, người lại thích đi đây đó. Trong lúc rảnh rỗi, mục vô hạ cúi mắt nói, phụ hoàng muốn đi đâu, nhi thần có thể dẫn đường. Tốt, mình được đế rất vui mừng, vỗ vỗ lưng hắn nói, chấm đã xem nhẹ ngươi, không ngờ trong số các hoàng tử của chấm, người lại hiểu biết và quan sát dân tình nhất. Thiên hạ này là của chấm, nhưng muốn lưu danh muôn đời, vẫn phải chăm sóc dân chúng. Mục vô hạ sững sờ, muốn nói nhưng lại nhịn, thần sắc này hoàng đế thấy được, nhớn mày nói, người có gì muốn nói cứ nói thẳng, hôm nay chúng ta chỉ là phụ tử, không phải quân thần. Nói ra những lời này, phụ hoàng có thể sẽ nghĩ nhi thần đại nghịch bất đạo. Mục vô hạ ngẩng đầu, mắt đầy thẳng thắn nói, nhưng nếu ngài đã cho phép nhi thần nói thẳng, nhi thần xin mạn phép hỏi phụ hoàng chăm sóc dân chúng chỉ để lưu danh muôn đời. Hoàng đế sững sờ, thần sắc trở nên nghiêm trọng, làm đế vương, ai cũng muốn lưu danh muôn đời. Chấm nguyện ý bỏ công sức để dân chúng sống tốt, có gì sai? Mục vô hạ mím môi, cúi đầu hỏi, nếu có một ngày, danh tiếng của phụ hoàng và tính mạng của dân chúng đối lập nhau, phụ hoàng sẽ chọn thế nào? Điều này sao có thể? Hoàng đế không vui nói, dù thực sự có khả năng này, vì đại cục, Chắc chắn danh tiếng của đế vương quan trọng hơn. Mục Vô Hạ mím môi, lắc đầu nói, ý tưởng của phụ hoàng, nhi thần thật sự không thể chấp nhận. Trước đây, hắn cũng vì bất đồng quan điểm với hoàng đế mà bị phạt hai lần, nên càng không được hoàng đế yêu thích. Nhưng Mục Vô Hạ không cảm thấy mình sai, mình được đế quá ích kỷ, làm hoàng đế như vậy không thể nào lưu danh muôn đời. Vì danh tiếng mà làm công việc bề ngoài, sao có thể được đời sau ca ngợi? Mình được đế hơi giận nhưng nghĩ là mình đã cho hắn nói trước, nên đè cơn tức lại, lạnh lùng nói, vì vậy, ngươi không thể thành thái tử, cũng vì không hiểu làm một hoàng đế tốt. Mục vô hà cúi đầu im lặng, bệ hạ, phía trước là văn đàn, người ngoài xe cung kính nói, ngài muốn xuống xem không? Văn đàn là nơi những người nho học ở kinh đô mở lớp dạy học, gần miếu thành hoàng. Những đứa trẻ không có tiền học tư thục đều đến đây nghe rằng, cũng có nhiều quan viên theo học, là nơi tốt nhất để kiểm soát tư tưởng văn nhân. Mình được đế xuống xe, mục vô hạ cùng hắn bước vào cửa chính của văn đàn, liền gặp nhiều người chắp tay hành lễ. Hoàng đế ngạc nhiên, cúi đầu nhìn mình, cao mày nói, chấm không mặc long bào, sao họ nhận ra. Mục vô hạ ngẩn người, không biết giải thích thế nào, đang do dự thì một thư sinh bên cạnh đến, vái chào nói, mục sư huynh, sư phụ hôm nay có ở đây, người muốn đến thỉnh an không? Mục sư huynh, mình được đế nghiêng đầu nhìn thư sinh kia, nghĩ đây thật là mới mẻ, không gọi vương gia, lại dám xưng họ, mục là hoàng họ. Ta biết, mục vô hạ gật đầu nói, trước tiên xem xung quanh một chút, rồi sẽ đi thỉnh an sư phụ. Được, thư sinh chắp tay, cũng chào đơn giản hoàng đế, rồi đi nơi khác. Mình đức đế nheo mắt, quét nhìn xung quanh, phát hiện những văn nhân này đang hành lễ với mục vô hạ, chứ không phải nhận ra thân phận của hắn. Người có quan hệ gì với văn đàn này? Mục vô hạ chắp tay nói, nhi thần thường đến giảng bài thay sư phụ, nên cũng quen biết với họ. Giảng bài, hoàng đế kinh ngạc, người mới 16 tuổi, nơi này giảng bài đều là những danh nhân, người xem náo nhiệt gì. Mục vô hạ cúi đầu, không biết giải thích thế nào, bên cạnh có một thư đồng quần áo rách nghe được, cười nói, tiên sinh đã nói, không nên đánh giá người qua tuổi tác. Mục tiên sinh tuy nhỏ tuổi, nhưng tinh thông nho học, tài văn chương xuất sắc, là tấm gương cho mọi người học tập, đại nhân nếu không tin, có thể nghe mục tiên sinh giảng bài hoàng đế ngạc nhiên, nhìn hoàng tử trước mặt cúi đầu không nói, thật lâu mới nói, người có tài nghệ như thế, sao chưa bao giờ nói với chấm. Không liên quan đến triều chính, không có gì để nói. Mục vô hạ cười, nhi thần còn nhỏ, chờ đạt được thành tựu như sư phụ, sẽ báo cáo phụ hoàng cũng không muộn. Đứa nhỏ này, hoàng đế lắc đầu, mang hắn vào trong, người đã biết giảng bài, chấm sẽ nghe một chút, giảng cho chấm một bài đi. năm 150, Mục vô hạ do dự nhìn Minh Đức Đế, Phụ Hoàng có thực sự muốn nghe. Tất nhiên là thật, Hoàng đế bước vào giảng đường, tìm chỗ ngồi và mỉm cười nói, chấm rất muốn xem thử Hoàng tử nhỏ nhất của chấm có bao nhiêu bản lãnh. Được, mục vô hạ gật đầu, xoay người đi gõ chuông bên ngoài, giảng đường nhanh chóng đầy người. Mọi người ngồi ngay ngắn, trật tự và nghiêm túc nhìn lên. Mục vô hạ chỉnh lại áo choàng rồi ngồi xuống bồ đoàn, không cầm sách, liếc nhìn phía dưới và nói, hôm nay chúng ta sẽ bàn về đạo làm vua. Thái giám bên cạnh hoàng đế nghe vậy sợ hãi, định mở miệng nói gì đó nhưng bị hoàng đế ra hiệu ngăn lại. Đứa trẻ này có nhiều điều muốn nói với chấm, mình đức đế cười nói, hãy để hắn nói hết một lần đi. Vâng, mục vô hạ không nhìn phụ hoàng, ngồi đoan trang, nghiêm túc nói, làm vua phải lấy nhân trị thiên hạ, là vì nền chính trị nhân từ. Mạnh tử chủ trương, dân quý quân khinh, tức là dân chúng quý trọng thiên tử xem nhẹ người đứng đầu phải mưu cầu hạnh phúc cho dân chúng mới có thể cai trị lâu dài lời này nghĩa là dân chúng quan trọng hơn cả hoàng đế sao mình đức đế nhíu mày không nhịn được chen vào vậy hoàng đế để làm gì để dân chúng tự quản lý không tốt hơn sao mọi người đều quay đầu nhìn ông ánh mắt đầy ngạc nhiên hoàng đế hoảng hốt giọng nhỏ lại không thể hỏi sao đặt câu hỏi tất nhiên là được mục vô hạ cười Công kính nói, dân quý quân khinh, không phải chỉ nói dân chúng quan trọng hơn hoàng đế, mà là lợi ích của dân chúng quan trọng hơn lợi ích của hoàng đế. Hoàng đế phải đối xử tử tế với dân chúng, mới được họ ủng hộ và ngôi vị mới vững chắc. Mình được đế im lặng, nghĩ là vậy, nhưng làm hoàng đế có ai không ích kỷ. Ai cũng chỉ nghĩ đến tương lai của mình và hậu thế, không ai bận tâm làm sao cho dân chúng sống tốt. Nho ra chủ trương, trọng dân mà chỉ mục vô hạt tiếp tục trọng dân tức là dân quý quân khinh vua phải xem xét khó khăn của dân gian coi trọng giáo dục dùng lễ trị quốc như vậy dân chúng sống an vui tự nhiên tuân theo mệnh lệnh càng lợi cho việc cai trị của vua cũng có lý đây chứ mình được đế nhíu mày cầm một cuốn luận ngữ bên cạnh vừa nghe vừa lật những lời này các đại thần trong triều cũng từng nói với ông nhiều lần nhưng ông luôn bỏ ngoài tai hôm nay ngồi đây ông bỗng hiểu ra ý nghĩa của những lời này mục vô hạ là đệ tử xuất sắc của tiên sinh học về nhân nghĩa hiếu kính của nho gia có thiên phú cao hiểu sâu sắc kết hợp ví dụ thực tế để giảng dạy người khác dù còn nhỏ tuổi các bậc lão thành cũng phải cung kính chào và nghe giảng tại hạ kiến giải kém cỏi cho rằng quân chủ sở hữu thiên hạ cần cầu mong được vạn dân kính yêu để dân kính yêu phải thật lòng vì dân giảm thuế bỏ chính sách hà khắc lấy dân làm gốc mục vô hạ ngừng đầu chân thành nhìn về phía Minh Đức Đế, chỉ có vậy mới lưu danh bách thế. Minh Đức Đế nhìn hắn sâu sắc, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, yên lặng nghe hắn giảng nửa canh giờ, trong tay vuốt ve cuốn luận ngữ. Mục vô hạ chỉ mới 16 tuổi, ở bên cạnh ông cũng chỉ 2 năm, ông luôn nghĩ vô hạ chỉ là đứa trẻ bướng bỉnh. Hôm nay nghe bài giảng này, dù không hoàn toàn đồng ý, nhưng ông bỗng nhận ra, đứa con út này có tư chất minh quân hơn các hoàng tử khác. Nếu nếu vô ngân không làm được việc để vô hạ làm thái tử cũng không tệ khi trở về cung hoàng đế thường cho nam vương một đống đồ vật vừa định nói chuyện với hắn thì thấy thái tử vội vàng đến phụ hoàng mặt đầy nước mắt mục vô ngân quỳ xuống nói hằng vương đệ gặp chuyện rồi cái gì hoàng đế kinh ngạc vội hỏi chuyện gì xảy ra hắn không phải đang ở tuần doanh sao giả nhi thần vừa nhận được tin hằng vương đệ khi tuần tra bắt gặp đào binh dẫn người đuổi bắt không ngờ lại chúng bẫy săn trên núi chân bị kẹp gãy hoàng đế choáng váng thân thể lảo đảo một lúc lâu mới hồi phục đập bàn giận dữ nói sao lại xảy ra chuyện như vậy hộ vệ đâu đào binh của doanh nào bẫy ở ngọn núi nào tất cả bắt lại cho trẫm phụ hoàng bất giận thái tử cúi đầu nói nhi thần đã phái người đón hằng vương đệ về nhưng thương thế nghiêm trọng vẫn hôn mê sốt cao không giảm cho ngự y giỏi nhất trong cung chuẩn bị hắn vừa về phải chữa trị ngay. Hoàng đế gấp gáp đập tay vịn, nhưng khi đang gấp gáp, ông bỗng bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn thái tử. Gần đây cuộc chiến tranh quyền giữa thái tử và hằng vương ông đều thấy rõ, giờ hằng vương đang yên lành lại gặp nạn. Có phải trùng hợp không? Nghĩ lại chuyện của du vương trước đây, ông bỗng thấy lạnh người. Vô ngân, đế vương hạ giọng, lúc hằng vương gặp nạn, người đang làm gì? Thái tử sướng sờ, không ngờ hoàng đế hỏi đến mình, cúi đầu nói, nhi thần đang dưỡng thương trong phủ, cũng vừa mới nghe tin. Vậy à, hoàng đế đứng dậy, bước xuống đứng trước mặt thái tử, chuyện huynh đệ tương tàn, chấm không muốn xảy ra nữa. Chấm chỉ có bốn con trai, giờ vô cấu mất, vô ngân gãy chân, người cũng bị thương tay. Gần đây thật nhiều tai nạn, mục vô ngân vội nói, phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ chăm sóc tốt các hoàng đệ, chỉ là thiên tai, nhi thần thực sự bất lực. Là thiên tai hay nhân hỏa, chấm không ngốc hoàng đế nhìn thẳng vào hắn, chấm quý trọng huyết thống, hy vọng các con yêu thương nhau. Nếu có kẻ ác độc đến mức hại cả huynh đệ mình, kẻ đó sẽ không bao giờ lên ngôi. Ngươi hiểu chưa, thái tử run rẩy, cúi đầu nói, nhi thần hiểu. Chẳng phải hắn ép ta sao, hàng vương là kẻ vô dụng, muốn yên phận thì cứ yên phận cả đời, lại còn giã tâm muốn xoán môi ta, giả bộ nghiêm chỉnh. Phụ hoàng lại tin, nghĩ hắn có thể làm được, không ngăn chặn hắn, sau này ta sao giữ được vị trí Đông Cung? dù Mộng Nhi khuyên ta đừng hại huynh đệ, nhưng tình thế này không hại người thì người sẽ hại mình. thay vì để mình thiệt thòi, ta thà làm cho người khác khó chịu. Mục vô ngân cảm thấy mình làm đúng, thẩm thừa tướng cũng không ngăn, có lẽ đây là con đường phải qua để lên ngôi. phần này đến đây là hết. mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn